bên Trung Quốc ấy là nặng đấy. Đi. Kỳ anh tiếng Trung Quốc nghĩa là gì? Thông minh đặc biệt. Anh xin cái xe nhá. Đánh ở đây này. Lúc con bố có tốt hàng tốt trắng đến hàng 7 rồi con có tượng chèn ở hàng cuối. Xe với cả vua của con thì phải chống tốt hàng 7 rồi bố kém một quân nhẹ. Còn nếu mà con đánh bình tĩnh là con kém một quân nhẹ là một xe gì đấy. Kém chất gì đấy. Nhưng mà nếu mà thực ra đánh bình tĩnh ý, là mình vẫn biết là cùng một cái quân của mình, cùng một quân tượng, trường hợp đấy là cùng một quân tượng, nó có thể nó vừa bảo vệ nó vừa tấn công. Nó vẫn để bảo vệ cái tốt hàng 8 thì mình có thể chuyển cho vua bảo vệ tạm thời, xong dùng tượng để tấn công, hoặc là tượng tấn công chiếu một cái ăn quân một cái rồi lại chạy để bảo vệ thì không sao. Mình có một tem chiếu, cái tem chiếu là rất lợi. Cuối cùng con đánh ấy, lẽ ra là mình nên triệt quân Mã ngay ở trung tâm, bởi vì nếu mà mình không để ý mà họ tháo được rằng cái là mình mất một con nhẹ đấy, thiệt một con nhẹ ngay đi, chứ ăn luôn, tôi ăn một phát là mình lợi cả đến 3-4 tốt là mình thắng luôn, không gì phải nói cả.
cách xử lý. Họ biết răng cái nào thì bị tiêu rồi. Vua của họ ở trung tâm thì mình cũng hơn. Mình răng lại mà cái mình đấy là một quân nhẹ là mình hơn thằng đấy tốt thì mình chắc chắn mình thắng rồi. Với chỉ một cái chỉ cầm cách làm sao mà đơn giản hòa ván cờ đấy. Đơn giản đến mức mà là còn hậu với cả còn hai con tốt với còn một vua chắc chắn là thắng đúng không? Hoặc là mình đơn giản bằng cách là mình đấu hết tốt thằng này nhá là mình thắng. Thực ra có cách là con không cần thiết phải đấu cái tốt ở cánh phải đâu, mà con cứ để răng ở đấy, xong là tấn công bằng tốt bên trái, hoặc là răng ở cánh răng như đẩy hết tốt cả hai bên, thì họ bị rắc quang không còn được đi nữa, thì con tốt lúc ấy con vua ấy nó sẽ phải một là bỏ tốt trung tâm, hai là bỏ tốt bên cánh trái của họ, tức là cánh phải của mình đúng không? Và họ mất một trong hai cái tốt đấy là mình lên phong hậu trước, không nhất thiết là phải đấu, không có nhiều cách xử lý. Bây giờ mình có điều mình có thời gian mình đẩy hết tốt lên trên cao. Mà thắng thì chắc chắn là thắng rồi. Hơn từng đấy tốt thì chắc chắn thắng không thể không. Lên nên con đánh một lúc nó xuống. Nên là trên chess.com thì con cứ đánh thì người ta sắp xếp cho mình đánh với người ngang ngang hơn mình một chút hoặc là kém mình một chút chứ không quá lệch. Đây là chess.com. Vậy nếu bây giờ ví dụ như con sức của con không phải là 1800 mà con đánh với 1800 thì khả năng thua là rất cao đúng không? Nó không học được nhiều. Nên là trong chess.com thì đánh lên dần dần thôi. Hôm nay cái ván cuối không khống chế thời gian nào mà vào chung cuộc rồi mới mất được có 30 giây. Có anh đấy là anh U8 đấy. Nói thôi nhá, đúng hay sai thì không biết ấy. Là họ đánh một lần rồi sau họ lại hủy kết quả, họ
đánh lại lần thứ hai rồi thì phải. Bố nghe thế thôi. Chứ thực ra bố không phải là người ở quận Cầu Giấy, bố không biết. Thì kết quả là mình sẽ bị hủy và phải đánh lại. Để bố về bố xem ở trên Facebook nhé. Nếu mà có kết quả cập nhật thì quận vô địch quận Cầu Giấy như nào thì bố sẽ biết. Yêu ái mà, nếu mà hay nhất mà đánh với con thì thế đâu, con tự nhiên lúc đấy là đau bụng đi liên tiếp, thế là bị thua, thế là về nhì đúng không? Nhưng mà về nhì thì vẫn được đi đánh quận đấy, đây các cụ yêu ái. Chứ còn nếu mà đúng đấy đúng luật thì con phải trộn vào bảng đánh cùng với mọi người chứ, đúng không? Nhưng cấp trường là đứng lại trực tiếp à? Thế à? Thế thì các cô cũng yêu ái mà, thế mày đánh bảng à? Đánh quận thì là đánh bảng nhỉ? May mà đánh quận nên là đánh lại. Đánh lại thực tiễn con thấy nó không hay bằng đánh vòng tròn. Vòng tròn thì nó sẽ công bằng hơn. Với cả nhá, hai người mạnh nhất đúng không? À ừ, nếu mà trực tiếp thì không công bằng. Thế thì cho nên nhiều giải thể thao người ta gọi là tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ hạt giống sẽ được ưu tiên đánh với người kém nhất. Sao? Con là sao? Cờ mở á? Cờ mở thì tượng, còn cờ kín thì mã. Nhưng về cờ tàn thì mã mạnh hơn. Mã mới tượng thì nó có đặc thủ khác nhau. Về cờ tàn thì nếu mà có tốt hai cánh thì tượng mạnh hơn. Đúng rồi. Nếu mà có
má mạnh hơn. Khuôn tượng này có điểm là nó dark square, light square, nó không cover được. Khuôn tượng đen thì không cover được ô trắng, ngược lại nó yếu. Còn con mã thì nó đi được mọi chỗ. Con mã ấy, nếu mà nó biết chạy, nó đứng ở tầm chỗ trung tâm và nó chạy được nhanh lắm. Nó chỉ đi 1, 2, 3 nước là nó đến chỗ cần, nó cần đến nơi rồi. Thành chuối là phần nào? Sang đi đâu? Sang tỉnh. Sang tỉnh ha. Nói gì sang tỉnh anh quả đi. Chuyển sang ngồi luôn trên này chứ.